nó 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 nước này nước gì ta? Anh uống. Đi hỏi. Còn nước này nước gì ta? Việt Nam. Đấy rồi. Rồi nước này nước gì ta? Nước gì? Nước gì? Nước gì? Nước bắn. Trời ơi, giỏi chưa? Rồi nước này nước gì ta? Bánh trăng. À đúng nha. Rồi nước này nước gì ta? Nước gì ta? Nước gì? Nước gì? Không, sai rồi. Nước gì? Ứng gì? Ứng gì? Ứng gì? Ứng gì? Sai. Ứng gì? Ứng gì? Ứng gì? Ứng nào? Giỏi lắm nha. Cái này hơi bị sai nha. Còn nước này nước gì ta? Cái này nước gì? Nước gì? Sai. Nước gì? Chiều gì? Chiều gì? Chiều dáng. Chiều gì? Chiều gì? Chiều gì? Nó phải phát nghe. Đi tìm. Giỏi. Bạn nhắc bài. Còn nước này nước gì ta? Cam. Nước gì? Cam kia. Giỏi. Ông chiên nha. Đúng, đúng, đúng. Còn nước này nước cuối cùng nào? Nước cuối cùng nào? 3, 4, 5, 6, 7. Nước cuối cùng, nước gì? Nước gì? Nước gì? Nước này nước gì? Nước gì? Nước gì? Nước gì con hay thích nè? Để nó nước gì? Nước gì? Nước gì? Nước gì? Nước gì? Nước gì? Yeah! Yeah, bà bái coi. Bao nhiêu, bao nhiêu? Làm lại. Bao nhiêu, bao nhiêu? Nó. Chưa được, làm lại. Rồi, tới bạc lá. Ông nghe không? Ôi giời. Hôm nay ông Tâm đếm được mấy nước này. Hôm nay quên 3 nước rồi nha. 1, 2, 3 4, quên 4 nước. Tại sao con phải nói nhiều hơn đó nha. Vì sao học thêm nhiều nhiều nước hơn đó nha. Ok không? Ok không? Yeah. Ok không? Ok. Good không? Good. Yeah guys. Bất chấp, bất chấp, bất chấp. Xe vào bán cái đi. I don't know. Nước này nước gì? Nó lại cuối cùng.